Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mời các bạn xem thông tin cập nhật giá tôm ngày hôm nay. Trang thông tin thủy sản kính chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 170.000 đồng, 25 con 151.000 đồng, 30 con lớn 141.000 đồng, 30 con nhỏ 139.000 đồng, 40 con lớn 118.000 đồng, 40 con nhỏ 116.000 đồng, 50 con 108.000 đồng, 60 con 102.000 đồng, 70 con 101.000 đồng, 80 con 97.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh ở khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 186.000 đồng, 25 con 165.000 đồng, 30 con 147.000 đồng, 40 con 124.000 đồng, 50 con 112.000 đồng, 60 con 105.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy kiểm kháng sinh khu vực Bến Tre, Trà Vinh như sau: 20 con lớn 190.000 đồng, 20 con nhỏ 185.000 đồng, 25 con 170.000 đồng, 30 con lớn 155.000 đồng, 30 con nhỏ 150.000 đồng, 40 con lớn 125.000 đồng, 40 con nhỏ 125.000 đồng, 50 con 115.000 đồng, 60 con 106.000 đồng. Giá tôm thẻ oxy khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau: 20 con 200.000 đồng, 25 con 160.000 đồng, 30 con 150.000 đồng, 40 con 120.000 đồng, 50 con 112.000 đồng, 70 con 103.000 đồng. Liên hệ 0793652820, gặp thân